Chào mọi người nha Thì hôm nay mình sẽ làm video về chủ đề xe không chính chủ Tại vì hiện tại thì cũng có nhiều người bàn tán Với cộng thêm mình có quay những video mà buôn bán xe cũ á, xe máy cũ á Thì cũng có nhiều anh em điện qua số điện thoại hỏi là bây giờ mua xe máy cũ có sao không, có vấn đề gì không đó Thì sẵn đây mình sẽ trả lời cho mọi người luôn nha Nói chung mình sẽ cố gắng trả lời ngắn gọn nhất có thể Và cái trả lời của mình á, là cũng dựa trên tài liệu đàng hoàng nha mọi người Chứ không phải là theo cái suy nghĩ của mình nha Thì trước tiên á thì đi xe chính chủ, đi xe không chính chủ Khi nào thì bị cảnh sát giao thông xử phạt đó là một vấn đề rồi đi xe đứng đứng tên người khác có bị phạt không? Thì đó cũng là một câu hỏi nữa nha. Thì mình sẽ trả lời là đi xe đứng tên người khác có bị phạt không? Mình trả lời luôn là không. Và mình sẽ phân tích cho mọi người nghe nè. Thì trước tiên cần xác định đúng cái khái niệm mà đi xe không chính chủ. Theo Nghị định 100 năm 2019, á, chỉ những trường hợp mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản như là ô tô, xe mô tô, xe gắn máy á là không làm thủ tục sang tên quá 30 ngày á mới bị xử phạt nha mọi người. thì uh, như vậy á người dân mà chúng ta khi tham gia giao thông bằng xe mượn, mình xe mượn của bạn bè mà bạn bè cho mình mượn nha, không phải mà không cho mà mình mượn nha. Uh, khi tham gia giao thông á thì không bị phạt nha mọi người, nên mọi người cứ yên tâm. cũng như uh, xe trong gia đình của mình á trong nhà mình có ba bốn người đi mà chỉ có một chiếc hoặc là hai chiếc xe thôi thì mình cũng lấy xài chung là bình thường nha mọi người cái đó mọi người cứ yên tâm xài bình thường chứ không lẽ bây giờ nhà năm người mua năm chiếc xe nhà có điều kiện thì cũng nói nhà đôi khi không có điều kiện cũng khó lắm rồi đi khi bây giờ mỗi người một chiếc xe luôn mà đôi khi su su sao nó hư rồi không lẽ không đi đâu không lẽ kêu xe đơm đúng không nên uh, mọi người cứ yên tâm là mình đi xe không uh, phải của mình á vẫn đi được bình thường. <laughs> Còn cái uh, khi nào mà cần làm thủ tục sang tên chính chủ á thì nói chung là cái ở uh, cái ở cái câu này mình trả lời theo có hai 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 cái nè. Thứ nhất là những xe mà lúc trước á thì nó đã có thời hạn là quá hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã đã hết thời hạn mà 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 sang tên nha mọi người. Đó đó là một quế này là cái mua bán hồi trước tới giờ đó thời hạn bao lâu á thì không biết cảnh sát giao thông sẽ tạo điều kiện cho mọi người là hết ngày 31 tháng 12 là sẽ hỗ trợ mọi người sang tên. Còn à, từ thời điểm này trở đi nè, mọi người à, trường hợp mà đi sang tên không bị phạt á là khi mình mua xe, mua bán xe, mình được uh, chuyển nhượng quyền sử dụng hay là mình được uh, được thừa kế tài sản rồi đó, được thừa kế tài sản như xe ô tô, xe gắn máy, xe mô tô rồi đó hay là mình được cho, được tặng vậy đó thì khi nào mà quá 30 ngày á, mình mới bị phạt Còn trong thời hạn 30 ngày kể từ địa điểm mà được cho, được tặng, mua hay là mình được thừa kế vậy đó là không có bị phạt nha nên mọi người yên tâm ở phần đó nữa đó là mình trả lời hai hai phần rồi phải không rồi rồi cái phần tiếp theo là khi nào thì cảnh sát giao thông sẽ xử phạt lỗi xe không chính chủ thì với câu hỏi này thì theo khoảng 10 đều 80 nghị định 100 năm 2019 việc xác minh để phát hiện vi phạm về lỗi không sang tên xe sau khi được chuyển quyền sở hữu chỉ được thực hiện qua hai cách sau thôi. Thứ nhất là qua công tác điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông. Trường hợp thứ hai là công tác đăng ký xe. Thì như mình nói đó, là công tác đăng ký xe mà quá thời hạn 30 ngày á, thì sẽ bị uh, xử lý nha mọi người. Và trường hợp thứ hai thì uh, tai nạn giao thông thì trong quá trình điều tra thì nó lòi ra thì mọi người bị phạt bình thường. Rồi trong trường hợp mà bị phạt á, thì uh, bị phạt ở mức nhiêu mình xin trả lời cho mọi người luôn nha thì cụ thể là đối với xe máy sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 là đối với cá nhân sở hữu cá nhân nha phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu 2 đối với chủ sở hữu là tổ chức còn đối với xe ô tô á, phạt từ 2 tới 4 triệu đối với cá nhân và phạt từ 4 đến 8 triệu đối với tổ chức Ngoài ra thì nghị định số 123 năm 2021 á, sửa đổi bổ sung một số điều ở nghị định số 100 năm 2019 á, còn bổ sung một số hành vi vi phạm đối với lỗi không làm thủ tục đổi lại giấy đăng ký xe theo quy định khi thay đổi địa chỉ của chủ xe. Mức phạt cũng tương tự như trên nha, như cái mức mà mình công bố đó. Rồi như vậy á, mà mình muốn uh, lưu thông hợp pháp á, từ đây trở đi á thì uh, mình uh, khi mình ra đường á mình chỉ cần đảm bảo các loại giấy tờ sau đây thôi thứ nhất là giấy đăng ký xe cặp quẹt xe đó mọi người thứ hai là bằng lái xe là chắc chắn phải có nha thứ ba là bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy và xe ô tô còn riêng uh, xe ô tô thì có thêm một giấy tờ nữa là giấy đăng kiểm xe nha mọi người thì mọi người nhớ đảm bảo những giấy tờ đó thôi còn đối với xe mượn á xe mượn xe máy xe ô tô gì đó khi mà mình mượn xe người ta mình cũng nhớ đổ xăng nha mọi người để khỏi mít lòng mai mốt dễ mượn còn mọi người mượn mà không đổ đôi khi mai mốt khó mượn lắm nha chỉ cần đảm bảo những đó thôi rồi nếu mà mình đi trên đường á nó có một vấn đề nữa nè nếu mà mình đi trên đường mà cảnh sát giao thông gọi lại chỉ kiểm tra hành chính thôi thì mình có bị uh, xử phạt lỗi không xe không chính chủ không? Tại vì lúc đó đôi khi mình xe mượn thì mình cái người điều khiển và cái giấy tờ trong uh, cặp quẹt nó không trùng nhau thì có bị phạt không? Mình trả lời luôn là không nha mọi người. Thì uh, trường hợp này cảnh sát giao thông chỉ kiểm tra là giấy tờ xe có hợp lệ hay không thôi với uh, mọi người uh, có bằng lái xe hay không thôi. Này cái nọ thì nói chung công tác chuyên môn của cảnh sát thì mình không không muốn nha. Nhưng mà mình chỉ uh, đảm bảo với mọi người là lúc đó là cảnh sát giao thông sẽ không phạt cái lỗi mà xe không chính chủ nha nên mọi người cứ yên tâm còn giả sử thôi mà hi hữu lắm mình bảo đảm chắc không xảy ra đâu nhưng mà mình, mình nói luôn sẵn mình nói nói luôn nếu mà trường hợp mà cảnh sát giao thông mà kiểm tra hành chính mọi người á đang đi trên đường mà kiểm tra hành chính mọi người á thì mà cảnh sát giao thông mà cố tình phạt cái lỗi mà xe không chính chủ á thì mọi người có quyền đến cái mà đơn vị mà cái tổ từng tra giao thông đó đó tổ cảnh sát giao thông đó đó mọi người khiếu nại thì sẽ được giải quyết thôi nhưng mà mình mình nghĩ là không cảnh sát giao thông là làm gì đâu đúng không thì đó là một số câu hỏi mình trả lời rồi nha bây giờ mình tóm lại là thứ nhất là đi xe chính chủ là không bị phạt nha mọi người chỉ bị phạt ở những qua hai trường hợp thứ nhất là cái xe điều khiển đó gây tai nạn giao thông và thứ hai là trong quá trình đi đăng ký xe nha mọi người còn mình để mình đảm bảo không vi phạm đó thì trong quá trình mình mua mua bán mình được cho được tặng hay là mình được thừa kế rồi đó, đó thì trong thời hạn dưới 30 ngày thì mình cứ đi làm thủ tục đó đi thì mình sẽ không bao giờ bị chi cứu nha mọi người không bao giờ bị phạt á đó. đó là tóm gọn là cái nội dung về xe không chính chủ nha còn sẵn đây mình cũng tâm sự luôn thì mọi người xem video á thì nhớ đăng ký kênh giúp mình và chia sẻ video giúp mình để lấy lượt tương tác chứ làm video đôi khi rất vất quả mọi người di chuyển đôi khi một video đi di chuyển hơn cái trăm cây số đó là tính một quận nghe nha quận đi không có trăm cây à về cái trăm cây nữa là hai trăm cây rồi đúng không nắng nôi đôi khi xui xui còn bẻ bánh nữa này kia nọ nói chung thì đủ thứ chứ rồi mình đi mình cũng phải liên hệ cửa hàng mà mình phải chọn cửa hàng uy tín nữa nếu giả sử như mình quay đại trà cửa hàng nào mình cũng 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 quay hết mà là không đảm bảo uy tín á mọi người cũng đâu có ủng hộ cái kênh của mình đâu đúng không mình nói chung là làm youtube tất cả các youtube đều làm là vì khán giả thôi không chứ không phải vì bản thân mình tại vì sao mình nói vậy là tại vì bây giờ mình đăng lên á thì cho khán giả coi thôi chứ mình thật ra là mình trước ấy đó mình tua đi tua lại đó mình coi muốn thuộc lòng rồi nên chủ yếu là cho khán giả coi thôi với lại là làm video á là khi mà quay thì cũng hơi khó mà thậm chí về là chỉnh sửa còn khó nữa mọi người đôi khi tức 2 giờ sáng là chuyện bình thường để chỉnh sửa đó nói chung thì đôi khi nói chuyện không mấy suôn sẻ nữa thì mình chỉnh lên chỉnh xuống với lại tại vì mình cũng mới làm bên youtube bên đây thì mình cái kinh nghiệm cũng chưa có thì mọi người nếu mà thấy cái video nào nó chưa hài lòng chỗ nào á hay là cách nói chuyện hay là cách dẫn cái mà nội dung của mình dẫn dắt nội dung của mình nó không 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 hay á thì mọi người cứ bình luận phía dưới không sao đâu mình lúc nào cũng đón nhận cái ý kiến đóng góp thì mọi người tại vì mình có vấn đề mới mọi người phản ánh nên mọi mình luôn luôn lắng nghe mọi người yên tâm vấn đề đó thứ hai là mọi người mà cũng như có nhu cầu á, mua quay ở đâu quay xe ở đâu thì mọi người cứ bình luận lận bên dưới thì mình thấy uh, nếu mà nhiều người uh, mà thích điểm đó đó thì mình sẽ liên hệ rồi mình uh, đi quay cho mọi người nha nên uh, mọi người uh, bình luận để lấy được tương tác luôn để mình cũng muốn biết là sự quan tâm của mọi người đến cái kênh đến video của mình á như thế nào thôi thì uh, đó là một số lời tâm sự thì cũng cảm ơn mọi người xem video nha mình sẽ cố gắng ra video càng ngày càng chất lượng hơn tại vì lúc đầu thì mình không có kinh nghiệm nhiều về youtube với lại mình không có được hướng dẫn nhiều mình tự học không mà mọi người nói chung mình bản thân mình thấy mình cũng còn dở nhiều lắm nên cũng cần nghiên cứu nhiều và sẽ cố gắng ra càng ngày càng video càng chất lượng hơn rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi nha